Đó là khoảng 1:30 á, đang nằm ngủ thì có nghe tiếng ồn. Rồi lúc đầu thì tưởng là có đánh nhau hay có gì ồn ào thôi. Sau nghe ai nói gì cháy nhà mới bật dậy. Thì ra ngoài, múc mở cửa ra thì khói mịt mù quá, đen. Mấy nhựa, mùi nhựa nhiều quá. Đó mới nhớ là nó có hồ bơi, lầu 4 nó thông ra hồ bơi. Nó mở cửa ra hồ bơi là nó thoáng lắm, là bắt đầu đi bộ xuống đây. Ngủ á. Ủa chứ mà cô nghe người ta la quá trời la. Cái thằng con cô cũng kêu dậy dậy, cái xúm nhau lấy khăn nhúng nước, còn bế con cháu con nhỏ xuống trước. Cũng như xuống mà mở cửa ra lúc đó là khói mù mịt rồi. Là đi trong khói thôi. Nhưng mà đỡ cái thang thoát hiểm thì lấy khăn chùm đó, không biết điện thoại này mà đèn không thấy đường luôn. Của cái khói không thấy đường. Tới chừng vô được thang thoát hiểm thì nó trống nó thấy đường, tại có đèn trong đó. Thành ra đi xuống được thấy hướng bình thường nhưng sao thang thoát hiểm, nhưng mà lúc đó hình như chung cư này cũng có chữa cháy thành ra nước. Lúc đó nước tràn lan nhỏ này nó té. Thì chung cư cũng làm nhưng mà sao làm nổi. Xe thì cháy hết nữa. Cái chữa cháy với cái quản lý đây là nó phải có cái loa. Nó phải phát thanh cho dân yên tâm, tại vì có 2-3 tiếng sau là đã chữa xong rồi. Mà dân cháy chết là do chết ngộp. Đó thành ra là do cái phòng cháy chữa cháy không có cái loa để mà kêu dân phải như thế nào sao hướng dẫn người ta cho người ta yên tâm, với ban quản lý ở đây nữa nó phải có cái loa, nó phải phát thanh dân phải làm sao đó, không có cái đó. Cô là cô thường thường đi xe đi bộ xong thang thoát hiểm, nhưng mà ở đây phòng cháy chữa cháy cô yên tâm chỗ như thế này, cô thấy cái giấy nó có dán vô là đã kiểm tra kiểm định phòng cháy chữa cháy gì đó, tại nhà mình nghĩ yên tâm, ai ngờ nó không có chuông không gì, cô đâu biết chịu đó đâu, tới chừng cháy không có chuông không gì hết, mà trong khi là nó có giấy đó là bên chung cư này nó đã kiểm tra rồi luôn. Cô bạn hôm nãy giờ cô đâu có, cô đi về quận 1 cô nghĩ mà nghĩ không được, cô nghe tiếng động cái là cô giật mình, cô sợ ám ảnh đó con, ám ảnh chứ, bởi cô nghĩ ám ảnh chắc mấy tháng luôn. Sợ là tại vì sợ là sợ người chết, nó trời ta cháy như vậy mà để người ta chết mình thấy tội nghiệp quá, tại vì cứu được, nếu mà than nhiều là cứu được với con, trời để người ta mà, con nghĩ đi mấy chục chiếc xe mà nhìn rồi thêm khoái vậy là người ta hoảng loạn. Người ta hoảng loạn, nếu mà có được cái loa mà trấn an người ta thì không đến nỗi mà nhảy mà chết. Bảo vệ được toàn bộ người ta có nhiệt tình cháy mà thì ai cũng phải lo. Nhưng mà lo nhưng mà cái kiểu mà phòng thì ở đây không có là sao? Thành ra mới bị tình trạng đó. Như cô nói đó, nếu như mà trường hợp mà có một cái loa mà để ổn định dân là không đến nỗi mà dân chết ngộp nhiều vậy. Ổn định là nói là đã chữa cháy trước đó mấy tiếng đồng hồ xong, người dân cũng còn chết mà, nghĩa là chết gì ngợp. Thì lúc đó thằng thoát hiểm là vô là cháy hết, ai vô thằng thoát hiểm là cháy hết. Vì tại vì ở dưới cái tầng bộ là dưới nó mở cửa nó cháy dưới hầm, tức là nó dòng hết vô trong tầng bộ hai cái cửa vậy đó thôi. Lên trên đâu được, nếu mà tầng 6, tầng 7 là con lên được. Tất cả ví dụ như ở chung cư mà thường thường là cháy ở dưới là con đi lên để cho họ cứu, lên đang tăng thượng. Ở đây chú đi lên là lên được. Nó khó đang cục vô. Rồi bắt đầu chú mới xuống lại tầng 1. Là do cái chung cư này nó thiết kế, nó làm cho cái phòng cháy, chữa cháy không có báo động. Tức là anh phải biết trước sự việc, coi như có loa, có đồ rau hoặc bảo vệ, đồ la lên chứ không ai la, tự động ai biết đâu chạy đó, thành thứ nó. Từ đó nó bị cháy ngột không chứ đâu phải cháy cháy. Có nghĩa là chủ đầu tư bán nhà rồi là buông tay. Chỉ biết hầm xe đưa xuống lấy tiền thôi, không có biết gì đến dân ấy. Mà dân phản ảnh nhiều lần rồi, phòng cháy thì nhiều lắm, không biết bao nhiêu chú phản ảnh hồi mà còn ông Đinh La Thăng kia. Được anh mình ở lầu 19, thì hiện tại là hôm qua khoảng gần 2 giờ thì bên mình thấy ở phòng có khói á, thì không biết gì mình mới nhìn xuống dưới đây thấy rất là nhiều khói và thấy có nhiều người đứng ở đây thì biết mình đây là cháy, và tụi mình quả quạng là qua tóc là di chuyển xuống dưới. Khói rất là nhiều, rất là ngạt, và cầu thang rất là tối, rất là khó đi nhá. Nóng, hình như là mình phải tự tìm cách mình đi, mình lấy điện thoại, mình gọi đèn gì đó, mà rất là nhiều người, tại vì đa số là không có chuông chữa cháy nên tụi mình tự chạy thôi, không ai hướng dẫn hết. Cố gắng chạy thôi để thoát khỏi đám cháy thôi, chứ giờ chỉ có cố gắng thôi chứ không biết nghĩ gì hết, tại vì mình dù mình có nghĩ thế nào mình không cố gắng thì cũng đâu có được gì.
đương nhiên thì mình cảm thấy đầu tiên mình cảm thấy hoảng loạn, mình thấy nó cháy mình phải chạy thôi, tại vì mọi người cùng chạy mình cũng phải chạy thôi. Đúng rồi, đúng là một bài học lớn cho cả tất cả mọi người luôn ha, phòng bề bên tòa nhà cũng như bên mọi người dân ở. Thì mình tại vì hệ thống, em thấy hình như là hệ thống báo cháy ở đây thì nó quá tệ, nó không có báo cho người dân biết. Hầu như mấy người ngủ mà không ai đập cửa chứ không ai biết, ngủ mới lạnh chắc không biết, nhiều khi rất là khó đi chị, tại vì cầu thang tối mà người già tối phải đi xuống nữa, rất là khó đi, rất là mệt. Như sức thanh niên của tụi em mà tụi em chạy còn hay cảm thấy mệt, rất là đuối luôn á, gặp không thở được nữa, rất là ngạt luôn. Mình coi sự việc như nào, mình ra ngoài ngó đây thấy cháy có khói ngụt lên, nói với vợ rồi nói là chờ có cháy em ơi, giờ là lo thoát ra ngoài đó, xong bắt đầu lấy khăn để ra mở cửa là nghịch luôn, đang nghịch bước chừng mười mấy bước là té, muốn té đó, quay ngược lại chuông báo hay gì đó, người ta dưới đây người ta đánh động hay gì đó, loa hay gì đó hay gì cũng không có. Nhiều người là có nghĩ là khi mà tới, mình nghĩ là khi tới mất thì mình cũng chưa là cũng có lý do không kịp biết cái gì cái chỗ nghe một cách vậy, lúc đó cũng như khâu nó quá dày đặc trong phòng rồi, cũng như một phần là không thấy nơi xác định hướng á, chứ không cái thiếu oxy, nó bị hơi bị ngạt thở, là phòng mình ở tầng 19 cũng gần sân thượng, ban đầu là tính chạy lên sân thượng thôi, mà heo cũng thấy người ta cũng chạy hơn bằng đường bộ, mình cũng chạy theo đường bộ luôn. À, trước khi chạy mình cũng kịp kiểu lấy khăn hay lấy đồ nhúng nước á, mình bịt lại cũng vô mình đỡ một phần khói đồ. Có người chắc cũng muốn lên cứu mà tại vì quá khói mà không có cái đồ bảo hộ gì lên, không đảm bảo an toàn cho mình á, không cứu được người cho người ta rồi. Cầu thang bộ xuống chỉ có cửa sổ, mà muốn cửa sổ mà mình muốn ra cửa sổ mình phải đập, mà cái lối đó chắc cũng là không được, chắc nếu ba cần cửa sổ gớt xuống mình cũng chết luôn. Cái đèn mà exit đồ á là như cái đó là tầng có tầng không chứ không phải tầng nào cũng có nữa. Nói chung là đi theo cái quán tính là đi xuống à, chạy theo cái bậc thang này chứ không biết gì nữa. Mình nếu như lúc đầu mà nó vừa cháy mà kiểu như cái hệ thống mà của mình là như nó báo chuông nữa, có một phần có đó là mình cái thời gian mình được rút ngắn lại, chứ mà có cái mà phun nước từ trên xuống á nó cũng đỡ khói nữa, mình dễ thở. Giờ mình coi mở đóng cửa phòng mở máy lạnh đó, tại dậy là do nó nóng nó ngợp quá nên tỉnh dậy rồi mở cửa ra thì thấy mọi người hô hào dưới, thì mới là nhìn qua bên thì khói thì mới biết là có chắc cháy hay là cái gì đó. Rồi dậy chuẩn bị khăn ướt rồi chùm mạc rồi chìa khóa nhà rồi phóng đi. Mình đi xuống tầng G xong thấy ngợp quá thì bắt buộc phải đi lên lại thôi, là lúc lên lại đang hoang mang lên lại đi đâu vậy. Rồi tự nhiên gặp chị kia cái thì cũng mừng là mừng, rồi đi theo vô phòng thấy quá trời người luôn, người ta đang leo từ từ xuống thì cũng nói chung biết thoát rồi nên bớt sợ đi nhiều. Thì nhớ lại thì sợ thật đó, mà nghĩ lại lúc đó mình cũng nói chung là cũng liều. Liều là như thế nào? Thì kiểu quyết định đi xuống nhưng mà đi xuống thì cũng không biết là chết hay sống nữa, chủ yếu là do may mắn là nhiều hơn nhiều. Chứ lúc đó mà không gặp chị kia, lúc lên lại lầu 1 mà không gặp lại chị kia chắc cũng chết rồi á. Không, mình chỉ thấy là nếu mà có sự cố này thì tòa nhà nếu mà gấp lắp chuông để biết sớm hơn á thì mình sẽ không gặp vô sự cố này đâu. Ý là lắp chuông lúc mà mới có khói á là hú mọi người dậy liền á, thì mọi người sẽ ít bị vô cái này, còn cái này khói mù mịt lên hết trơn rồi. Mà không chuông không biết gì, tại nhà đây ai cũng ngủ máy lạch hết mà đóng cửa lại có ai biết gì đâu, mà không chuông nữa thì do ngợp quá mới dậy thôi, chứ không thì có nhiều nhà là cứu hộ lên gõ cửa mới biết chứ không đâu biết được.